Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hộp cái con Google 8. Con này thì mình mới order về, đang được khuyến mãi. Cái này là Google được nguyên cái combo này thì đang Google đang bán trên trang chủ là 349 đô. Và mình có mua thêm mấy cái phụ kiện đi theo. Thì pin nó thì các bạn đã biết là nó cũng hơi nhanh hết, nên là mình đã mua thêm cục sạc và pin dự phòng theo. Một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ này thì nó cũng đang được khuyến mãi, nó còn 19 đồng. Cái này thì 128GB. Và tốc độ của nó là V30. Đây, giờ mình sẽ mở cái con Google 8 này với cái bộ combo coi trong đây có cái gì nha các bạn. Cái này thì mình đặt hàng ở bên Mỹ nên là cũng chờ cũng gần cả tháng thì mới có người nhà đem về dùng. Đây bạn coi hộp. Cái này thì nó có thêm một số sản phẩm, nó đăng quảng cáo thì có một cái case softy, thêm một cục pin, một cái thẻ nhớ 32GB và một cái để đội đầu này để gắn đội trên đầu khi mà đi chơi. Đây. Mình sẽ mở cái hộp Google này trước. Thì đây nó vẫn còn nguyên siêu, giờ mình sẽ xé siêu nó. Ở trong này sẽ có cái gì trong này. Đây. Đầu tiên là cái máy. Đây, cái máy nó được gắn trên đây. Sẽ mở ra cái máy xem trước. Cái chốt vào. Cái chốt vào đây. Đây. Cái máy. Khác với con Google 7 thì đây có cái đồ để cái mic thu âm thanh tốt hơn. Đây là cái đế thôi. Còn trong đây là một cái số sản phẩm mà nó tặng kèm cho mình, một cái combo. Đây là hướng dẫn gắn vào nón. Cái này hướng dẫn sử dụng. Còn cái này là cái miếng dán, cái logo của nó. Đây là sổ hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ tìm hiểu sau. Ở trong đây này thì nó tặng cho mình một cái thẻ nhớ 32GB. Mà thẻ nhớ này thì mình nghĩ là quay chắc không được nhiều. Đây là cái đội đầu. Cái này thì của chính hãng của Google. Chính hãng thì nó cũng hơi cao. Nếu mà không mua combo thì mình có thể mua mấy cái bên ngoài giá nó rẻ hơn. Này thì chắc nó cũng tốt hơn. Sợi dây sạc. Cây gậy này. Nhìn trong hình thì không tưởng tượng được, nhưng mà ở ngoài thì nó cũng hơi bé. Nó chỉ có cỡ này thôi. Nhưng mà dài tối đa giữa cái tay cầm luôn thì nó khoảng tầm hơn 20cm, khoảng 21-22cm thôi. Thì mình có thể cầm được, không quá dài. Để gắn máy và để lên nhìn lại cũng nó cũng chặt. Để nhìn có thể là chắc chắn. Đây nó có một cục pin. Và pin nữa là hai cục pin. Thì cái bình thường mình mua cái Google thì nó sẽ cho mình một cái cục pin như thế này. Thì khi mà trong cái gói combo này thì nó sẽ tặng thêm một cục nữa, nên là trong cái hộp này mình khui ra thì được hai cục pin. Với lại một cái đế dán, này đế dán cong. Này để dán trên đỉnh của mũ bảo hiểm. Có sẵn keo bài em. Đây là xong. Đây cái hộp. Đó. 349 đô thì gồm có cái đội đầu, một cái thẻ nhớ 32GB, hai cục pin softy và miếng dán. Thì cái thẻ nhớ 32GB thì nó không đủ nên là mình đặt thêm.
Thì hôm đó mình đặt luôn cái thẻ nhớ này là 128 GB, thì cái tốc độ với lại cái thì nó bằng với thẻ nhớ được Google tặng, có nghĩa là V32H. Thì nhưng mà này là 128. Hôm đó sale thì còn 19 đô, tầm khoảng hơn 400 ngàn, 460 ngàn. Nhưng mà bây giờ thì nó tăng giá rồi. Nhưng với lại mua thì nó ở Việt Nam thì giá cũng khá cao. Thế này. Đó, thì mình có đặt thêm một cái combo là gồm có cái đế sạc và cục pin nữa. Thì cái hai cái này thì hôm đó nó như là hiện tại luôn thì nó bán là 49 đô. Thì tính ra thì cũng hơn 1 triệu. Thì sẵn tiện mình mua thì mình đặt luôn, tại vì mình sợ nó không có đủ pin để sạc. Mình sẽ dùng cái ốc sạc này, mình sạc một lúc 2 cục sẽ tiện hơn. Sẽ mở cho các bạn coi cái ốc sạc này. Thì mình nghĩ là cái combo này với lại thêm cái bộ này thì chắc là mình đây, nó có một cục pin trong cái này, này có một cục pin, một sợi dây dây để sạc vô cái đất, còn cái dây này thì sạc vô cái Google. Mình không biết là hai cái này nó có giống nhau không. Nó cũng là giống nhau. Giờ tất nhiên mình có 2 sợi sợi dây, đây là cái đất sạc, cái quan trọng nhất của cái sản phẩm này. Đây, cái gắn cái pin này vô và gắn được 2 cục sạc cùng lúc. Này. Đây là cái này thì mình mua riêng. Đây, đây hướng dẫn sử dụng. Mình tạm để ra đi. Và còn cái gì nữa trong ra ngoài? Hết rồi. Đây, cái nhớ này, để này. Thì trong đó thì mình lại có một cái combo tặng thêm một cục pin hay sao mà mình thấy thêm một cái hộp này. Thì mình nhớ là mình đặt mua chỉ có một cái combo Google 8 gồm có 5 món và một cái hộp đọc sạc với một cái thẻ nhớ, thì nó về một cái đọc sạc thêm một cái hộp pin. Nhưng mà trong cái đọc sạc này nó lại có cục pin rồi nè, hai cục này là trong combo này, thì nó lại cho mình một cục pin nữa. Không biết là chắc là nó đang cái gì trong đây thì mình không biết. Đây lại là một cục pin nữa. Này cái hộp này chỉ có một cục pin thôi các bạn. Mình đặt mua thì nó cái gì là cái combo một cái đốc sạc thì có cục pin với lại thêm một cục pin đựng trong cái hộp pin. Đây là những hướng dẫn sử dụng. Đây toàn bộ cái này thì mình đặt là 349, 50 với lại 20 là tiêu hao khoảng 420 đô. 420 đô thì tính ra so với mua ở Việt Nam thì giá nó mình lợi hơn nhiều. Nếu mà có đây, mở từ đây mình sẽ test thử. Đây là chỗ gắn thẻ nhớ, đây là chỗ gắn pin. Giờ mình sẽ lấy trước cái thẻ nhớ 32 GB mình quay thử coi 32 GB thì quay được khoảng bao lâu. Xíu mình sẽ demo thử cái video quay trong nhà thiếu sáng và bóng tối và đi ra ngoài đường với lại một số chế độ mình test thử. Đây là cái sản phẩm mà không gọi là không thể thiếu đối với những người mà mê về những cái cảm giác mạnh, những cái chơi vận động và đi xe trên chơi mấy chiếc mô tô. Thì đây là một sản phẩm mà ai cũng mơ ước có một cái. Đây nó tặng cho mình cái này để gắn vào máy tính để đọc thẻ nhớ hoặc là dùng vô cái đồ thẻ. Mình sẽ gắn cái này trước. Đây như cái này thì tháo ra được này. Mình sẽ như là mình đã
mở máy lên luôn rồi. Đây mình phải gỡ cái lớp này ra. Lớp này là đây. Đây các bạn xem. Thì nó sẽ cho mình chọn setting. Thì mình chơi xuống dưới thì tiếng gì cũng có, ngoài trừ tiếng Việt. Nên chắc mình chọn tiếng Anh. Đây. Ok, cho định vị này. Đây GPS này. Chuẩn bị à, chốt lại cái này. Cái này combo này được cái 4 cục pin này, tha hồ mà dùng. Và mua một cái dock sạc này có combo 50 đô thì mình có một cái dock với lại hai cục pin.